Chào các bạn, mình mới về tới nơi đây, đang đợi tới check in cái phòng, còn khoảng 1 tiếng nữa. Thì lúc làm gì thì mình đang đọc cuốn sách The Naked CEO. Cuốn sách này rất là hay các bạn, cuốn sách này tác giả này ký tặng cho mình luôn. Đây mình dẫn cho các bạn coi tác giả ký tặng. Tác giả này là cái ông Alex Maley. Ông Alex Maley này cuộc đời của ông cũng khá là thú vị. Ông sinh ra và lớn lên ở Sydney, ông làm giáo viên và sau đó là ông được làm nhiều thứ rất là hay ho. Ông là người đầu tiên phỏng vấn cái người đầu tiên du hành vũ trụ lên cung trăng mặt trăng là ông Neil Armstrong. Ông Neil Armstrong khi ông trở về trái đất ông không có cho ai phỏng vấn á. Ông Alex Maley là người đầu tiên được phỏng vấn ông đó. Và ông Alex Maley hiện tại bây giờ là ông là CEO của cái gọi là cái tổ chức là CBA. CBA là tổ chức của những chuyên nghiệp dành cho những người làm kế toán, những người làm financial các bạn. Đây là chữ ký của ông tặng cho mình và vợ mình. Bạn thấy không? Đây, đó, chữ ký của ông nè. Thì ông này mình thấy cũng có rất là nhiều điểm tương đồng với mình nên mình cũng thích, mình có gặp ổng rồi. Thì ông này, cuốn sách này bestseller, mình không biết ở bên Việt Nam nó đã phát hành cuốn này chưa. Mình gửi, mình tặng một người bạn thân của mình ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn một cuốn rồi. Ổng tặng hai cuốn, ổng tặng một cuốn cho mình, một tặng một cuốn cho vợ mình. Hôm đó thì ổng cũng có đến trường và có nói chuyện với sinh viên ở trong trường. Thì cũng 3-4 năm trước rồi, lúc đó mình là sinh viên của ngành MBA. Thì Master Business Administrator các bạn, thạc sĩ quản trị kinh doanh đó. Mình tốt nghiệp cũng khá lâu rồi, cũng 2-3 năm rồi. Thì ổng có nhiều điểm tương đồng là ổng cũng bị đuổi học khi ổng đang là học ở high school, học trung học, phổ thông trung học. Mình cũng bị đuổi học khi như vậy. Mà đuổi học, bạn đừng có nghĩ là đuổi học là đuổi luôn, khỏi không cho đi học nữa. Đuổi học ở đây có nghĩa là mình cũng giống như ổng bị đuổi học có 1 tuần 10 ngày thôi à. Rồi sau đó người ta cho đi học lại. Chứ Việt Nam nghe đuổi học tưởng nghĩ là đuổi luôn á, là sai nha các bạn. Đuổi học luôn là có nghĩa là một là bạn quậy quá, bạn đánh lộn hay quậy cực kỳ. Hai là bạn học cực dở, cho bạn thi rồi rớt lên rớt xuống, ở lại lớp rồi vậy. Mình đâu phải loại đó. Và thứ hai nữa, mình đã từng nghỉ học khi mình đang học đại học Bách Khoa. Mình cũng nghỉ khi mà mình lập dự án kinh doanh của mình cũng bỏ học giữa chừng luôn. Rồi khi mà tại Úc này mình cũng đã từng học tiến sĩ và cũng nghỉ học. Khi mà mình đã có dự án kinh doanh và mình muốn đam mê kinh doanh, mình theo đuổi con đường kinh doanh của mình là mình bỏ hết. Bỏ hết là bỏ hết chuyện học đó. Và mình cảm giác là cuộc đời mình chắc nó cũng liên quan tới kinh doanh nhiều. Tại vì cuộc đời nó, nói chung có, mình rất thích những cái ý tưởng kinh doanh. Và nói chung là khi mà đã có được cái ý tưởng kinh doanh tốt rồi đó, mà khi mà cơ hội đã đến rồi, nếu bạn không thực hiện nó thì giấc mơ chỉ là giấc mơ và tất cả những hoạch định của bạn là trên giấy hết á. Bạn phải bước ra ngoài thế giới thật, bạn thực hiện nó. Rồi bạn thuê người làm. Đầu tiên là bạn làm trước bản thân bạn và những người mà bạn quen biết. Bạn hoạch định ra coi những người partner của bạn. Rồi sau đó nếu mà bạn thành công rồi thì bạn thuê thêm người. Rồi bắt đầu bạn kinh doanh lớn hơn chút xíu. Rồi trong cuốn sách này mình học được rất là nhiều. Hôm nay mình kể cho các bạn nghe 1-2 bài học thôi. Rồi từ từ mình sẽ kể cho các bạn trước, tiếp theo. Cuốn sách này nó viết, cái phong cách nó rất là hay. Tại sao nó hay? Thì mình nói đây các bạn tham khảo. Thứ nhất, nó hay là tại vì mình thấy ông tác giả này nó có những cái điểm rất là tương đồng với mình, bản thân mình. Ổng không có phải là một cái gì đó, người đó cao xa và quá giỏi. Ổng thật sự là ổng không có gì quá giỏi, quá xuất sắc. Cái điểm xuất sắc nhất của ổng á là ổng đưa được cái niềm đam mê và ổng tạo được cái niềm đam mê đó, truyền cảm hứng đó cho các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên mà học ngành khác, ví dụ như trong này có những cái ví dụ là nghĩa ổng là người mentor. Mentor có nghĩa là người hướng dẫn cho các bạn để các bạn có một cái nghề nghiệp tốt trong tương lai. Thì có nghĩa là có những trường hợp là cái bạn đó học y tá hoặc là các bạn đó học cái ngành hoàn toàn khác. Nhưng mà họ ước muốn, họ muốn làm kế toán hoặc là làm về tài chính. Thì ổng sẽ hướng cho người ta là con đường đi sao, ổng phải tư vấn rồi ổng
hướng dẫn cho người ta đi làm. Nhiều khi có những người mà đi làm không đúng ngành, ổng vẫn nói người ta vẫn cứ đi làm đi, rồi sau đó rồi đi tìm ngành. Tại vì mình làm cái ngành khác, cái ngành mình mong muốn á, thì nó sẽ đem lại cái thứ nhất là mang lại tiền cho bạn trước đó, và thứ hai là kinh nghiệm. Các bạn nói đừng nói không phải tiền. Nếu mà bạn đi làm mà không có tiền thì sao bạn sống được? Nói cái gì nó cũng thực tế xíu. Thứ nhất là bạn làm vì cuộc sống, cơm áo gạo tiền trước. Sau đó là kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải là kinh nghiệm. Nếu mà kinh nghiệm bạn làm đúng ngành của bạn thì quá tuyệt vời rồi. Còn nếu bạn làm không đúng ngành vẫn không sao. Giống như mình bên này mới đầu mình qua đây mình đi làm là mình làm waiter, làm bưng bê nhà hàng. Rồi sau đó thì mình đi làm trong hãng, hãng rồi mình chạy xe forklift, rồi mình làm picking, packing. Rồi sau đó mình mới lên quản lý. Quản lý thì mới đúng cái ngành của mình học. Thì những cái bước như vậy á, hoặc rồi mình có đi làm delivery pizza nữa, những cái đó mình đi làm á, thì mình sẽ tiếp xúc với khách hàng, mình nói chuyện với khách hàng, mình nói chuyện với lại những cái nhân viên ở trong trong cái tiệm, trong cái nhà hàng. Thì từ đó mình mới biết được cái cách vận hành của người ta như thế nào, và từ đó mình biết được cái nội dung, cái công việc kinh doanh của những người chủ như thế nào. Mình học hỏi từ những người chủ đó. Mình vẫn là một người làm việc là rất là siêng năng, hard working, nhưng mà mình không chỉ là hard working, mình ngoài ra mình còn coi xem coi chủ người ta làm gì. Bởi vì tương lai mình nói là mình sẽ làm chủ, mình không bao giờ muốn làm công ăn lương cả, nên mình làm nhưng mà cái tâm lý của mình là để làm chủ. Thì các bạn có cái cách vận dụng khác, bạn là work to learn not to earn, là learn rồi earn, là mình không có đặt nặng đến tiền, mình cứ đi làm trước để có đủ sống trước đó, rồi sau đó thì lấy kinh nghiệm, rồi sau đó thì tiến lên. Thì ở trong cuốn sách này có rất là nhiều ví dụ cho các bạn. Cuốn sách này nói một chút xíu về lý thuyết cái xong tới ví dụ, nói một chút xíu lý thuyết xong tới ví dụ. Có những rất là hay, có những cái ổng khuyên sinh viên là làm thế nào để cân bằng cuộc sống giữa công việc và cuộc sống của bạn. Thì thực tế ngày nay á, người ta dành rất là nhiều thời gian cho công việc á. Bạn không tin, bạn hỏi lại chính bản thân bạn đi. Bạn dành bao nhiêu thời gian để ở công ty? Phải bạn dành ít nhất là 8 tiếng không? Có nhiều bạn dành 10 tiếng, có nhiều bạn dành 12 tiếng. Rồi bạn về nhà, thời gian bạn đi làm, đi tới chỗ làm rồi về cũng mất hết 1 tiếng hoặc là 2 tiếng, có khi là 3 tiếng. Là hết một ngày là hết mười mấy tiếng rồi. Rồi thời gian bạn ngủ 8 tiếng nữa. Rồi còn lại thời gian bạn ăn, bạn đâu còn nhiều thời gian gì cho bản thân bạn hay cho gia đình bạn đâu. Đa số là thời gian bạn dành cho công ty hết. Thì khi mà bạn làm việc như vậy á, mà bạn không yêu thích công việc của bạn á, thì đó là disaster, đó là một thảm họa thật sự. Bởi vậy, làm công việc mà mình không yêu thích thì nó không có lý do gì để mà bạn làm công việc không yêu thích hết. Thì các bạn không có cách nào mà là bạn vẫn phải làm, và sau đó là phải tìm công việc nào mình yêu thích. Và nếu mà bạn không thích công việc đó, bạn thật sự rất không thích đến nỗi bạn phải ghét nó, thì bạn nên dừng lại và đi tìm cái công việc nào mình yêu thích. Nếu thực sự bạn không còn sự lựa chọn nào khác, buộc bạn phải làm như vậy, thì bạn vẫn cứ làm. Nhưng ngoài cái giờ làm, hoặc là một tuần bạn làm 5 ngày, thì bạn xin bạn làm 4 ngày thôi, một lại ngày còn lại bạn phải đi xin việc. Và thứ hai nữa, bạn phải tự trau dồi, và thứ hai học hỏi thêm kinh nghiệm từ bạn bè, từ sách vở, đọc thêm sách, rồi apply công việc, làm sao đó đi tìm những người mentor để tư vấn, để được chuyển qua làm cho những cái ngành mà bạn yêu thích. Rồi, mình nói một chút về kinh nghiệm bản thân mình và một chút kinh nghiệm mà mình đọc được những cuốn sách này. Có rất nhiều điều rất là hay. Trong sách này nó ghi nè, even a suspended schoolboy can become a CEO. Có nghĩa là những người bị đuổi học, từ một học sinh bị đuổi học như vậy mà vẫn có thể làm một CEO cho một cái tổ chức rất là lớn như là tổ chức CBA đây các bạn. Thì không có lý do gì bạn đổ thừa là mình không làm được như người ta. Bạn tốt nghiệp đại học hay là bạn tốt nghiệp cao hơn những cao học, hoặc là bạn ít ra thì bạn cũng tốt nghiệp phổ thông mà không có bị đuổi học. Mà chính bản thân mình, chính bản thân ông này đã từng bị đuổi học. Bạn đọc đi, bạn sẽ biết được câu chuyện ông bị đuổi học thế nào, rất là mất cười. Rồi, mình chào nha, mình chào các bạn. Mình là Michael, chuyên gia đào tạo và tư vấn khởi nghiệp. Các bạn hãy liên lạc với mình để được hướng dẫn và tư vấn, để cho công ty tương lai của bạn sẽ không bị vấp phải những cái lỗi mà những cái doanh nghiệp hoặc là những cái bạn mà khởi nghiệp mắc phải, và tốn rất là nhiều thời gian để mang đến thành công. Và thời gian là quý lắm,
Nhưng mà ngoài ra bạn còn mất tiền nữa đó các bạn. Thì nếu bạn không muốn mất hai thứ đó thì các bạn liên lạc với mình để mình tư vấn và vạch ra con đường để các bạn thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video sau. Mình là Michael, hiện tại mình đang ở Adelaide, thủ phủ của tiểu bang South Australia. Chào các bạn nha. Đi đâu của mình cũng mang sách hết đó. Sách là một niềm vui và sách là một cái gì đó mà gọi là giúp mình rất là nhiều trong cuộc sống này. Rồi, chúc các bạn thành công.